Thu thân mến chào các bạn trở lại với chương trình Việt Nam 360, một chương trình bình luận thời sự do kênh YouTube Việt Tân thực hiện. Vâng, thưa các bạn, chương trình Việt Nam 360 hôm nay có cuộc hội luận cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài để ông chia sẻ những quan điểm của mình về một số tin tức đang khiến cho dư luận bàn tán trong những ngày qua. Xin Phương xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Vâng, xin chào chị Phương, cùng xin chào quý khán giả của kênh YouTube Việt Tân 360. Vâng, thưa luật sư Đài, vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký ban hành Nghị định số 15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo nhận xét của luật sư Đài thì mục đích của nhà cầm quyền Việt Nam ban hành Nghị định 15 vào lúc này là gì thưa ông? Vâng, thưa chị Xuân Phương cùng quý khán giả của kênh YouTube Tân 360. Thì như chúng ta đã biết ý, thì hiện nay Việt Nam có khoảng 50 triệu người sử dụng tài khoản trên Facebook và các trang mạng xã hội. Thì họ sử dụng vào rất nhiều các mục đích khác nhau, từ vấn đề buôn bán, bày tỏ những cái cuộc sống riêng tư cá nhân, cũng như gần đây thì đã có rất nhiều người ở Việt Nam ở trong nước sử dụng mạng Facebook để bày tỏ những cái quan điểm chính trị khác biệt, đối lập, hay là đưa những cái tin tức mà nó mang tính chất nhạy cảm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không ưa thích lên trên các trang mạng xã hội, tạo nên những làn sóng dư luận không mong muốn từ phía nhà cầm quyền. Nhưng đồng thời nó cũng làm cho người dân từng bước hiểu rõ hơn cái bản chất thực sự của nhà nước cầm nhà cầm quyền Cộng sản cũng như chế độ Cộng sản là như thế nào. Thì điều này làm cho nhà cầm quyền Cộng sản hết sức lo lắng, bởi vì bản thân họ cũng nhất hiểu rằng là rõ ràng là gì, cái truyền thông nó đóng vai trò quan trọng trong tất cả các cuộc cách mạng xã hội. Trước khi diễn ra các cuộc cách mạng xã hội thì nó bao giờ nó phải tạo ra các làn sóng dư luận ở trong quần chúng nhân dân, và khi cái mức độ bức xúc của người dân cao độ thì tức khắc nó sẽ nổ ra cuộc cách mạng xã hội. Đó là cái quy luật yếu của bất kỳ một cái chế độ chính trị xã hội nào từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Thì vào ngay từ những tháng cuối năm 2019 cũng như đầu năm 2020 thì nổ ra rất nhiều những sự kiện, mà nổi bật nhất là cái sự kiện ở Đồng Tâm. Nó tạo nên một cái cuộc làn sóng rất là dữ dội ở trong nước. Nó đã chia rẽ xã hội một cách sâu sắc. Có những gia đình cũng chia làm 2-3 phe, có những người thì trung dung, có những người thì ủng hộ phía những người dân Đồng Tâm, có những người thì ủng hộ phía chính quyền. Thế cho nên là nó tạo ra một cái sự chia rẽ rất là sâu sắc trong xã hội, trong mỗi gia đình cũng như trong mỗi một cơ quan làm việc. Và những tin tức đó, những sự chia rẽ đó nó hoàn toàn gây bất lợi rất lớn cho nhà cầm quyền Cộng sản. Rồi tiếp theo ngay sự kiện Đồng Tâm thì đến sự kiện dịch cúm virus corona từ phía Trung Quốc. Khi mà những tin tức được truyền tải trên mạng thì nó cũng làm cho nhà cầm quyền Cộng sản hết sức lo lắng. Thế cho nên là để mà ngăn chặn cái việc người dân đưa những tin tức lên mạng lan tải cũng như là truyền tải các thông tin đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có một cái biện pháp nào đó để nhằm răn đe người dân một cách hiệu quả. Thế thì không phải là cái Nghị định 15 nó mới đưa ra các cái hình thức xử phạt bằng tiền, mà trước đây cách đây một vài năm thì nó đã có cái Nghị định 7 số 72 rồi. Nó cũng nâng mức phạt rất là cao chứ không phải là mức phạt thấp. Tôi nhớ trước khi bắt thì gia đình Trịnh Thị Vi cũng đã bị phạt, đến mỗi người phạt, người ít nhất là phạt trên 100 triệu, có những người nhiều thì phạt đến 300 triệu đồng chứ không phải là ít, khi mà gia đình chị còn sống ở tỉnh Quảng Nam. Có thời điểm đó cách đây cũng khoảng 5-7 năm rồi, tức là mức phạt rất là cao rồi khi mà dùng những cái đưa những cái thông tin hay những bài vở lên trên mạng internet, lên trên mạng xã hội mà không được nhà cầm quyền Cộng sản ưa thích đó. Thế cho nên cái việc mà họ ban hành thêm một cái Nghị định 15 vào ngày 3 tháng 2 vừa rồi thì nó chỉ một lần nữa nhắc nhở người dân thôi, chứ còn tôi để ý được mức phạt nó không có tăng cao nhiều. Những người bị phạt trước đây thì cũng đã bị phạt đến 12,5 triệu. Họ đã thống kê là trong những ngày gần đây, trong hơn một tháng vừa qua thì họ cũng đã mời đến 170 người lên làm việc, và tổng số tiền phạt họ cũng đã thu đến khoảng độ 200 triệu đồng, tức là mức phạt khá cao rồi. Và Nghị định 15 này thì nó cũng chỉ quy định cái khung hình phạt từ 10 đến 20 triệu đồng thôi, tức là nó đơn thì không có nhiều. Và cái mức phạt của những người vừa qua là trung bình nó đã đạt đến 12,5 triệu rồi, cũng là tương đối là cao. Thế thì cho nên là nó chỉ ban hành thêm nghị định này nó chỉ là gọi là mà đưa ra một cái thông điệp tiếp tục cảnh cáo đến những người sử dụng Facebook ở Việt Nam để cảnh cáo họ thôi ạ. Vậy Nghị định 15 bổ túc như thế nào với luật an ninh mạng thưa luật sư? Cái luật an ninh mạng thì nó đưa ra những hành vi nào là những hành vi gọi là vi phạm pháp luật, hay những hành vi nào là có tính chất tuyên truyền, hay là nó như trong luật an ninh mạng thì nó không quy định hình phạt, nó không quy định hình phạt tù, hay là không quy định hình phạt hành chính ở đó,
mà hình phạt tù giam á, thì nó quy định ở trong bộ luật hình sự, còn hình phạt tiền thì nó quy định ở trong cái nghị định 72 trước đây và bây giờ là nghị định 15. Thế nên là nó khác nhau hoàn toàn. Cái nghị định 15 nó cụ thể hóa những cái vi phạm ở trong luật an ninh mạng bằng các hình thức phạt và tiền ạ. Vâng, một sự kiện khác cũng đang khiến cho dư luận rất bất bình trong những ngày qua. Đó là việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 5 tháng 2 đã lên tiếng trên Twitter cho biết là đã nhận được sự hỗ trợ cũng như bày tỏ sự cảm ơn đối với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và 21 quốc gia đã giúp cho Trung Quốc chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp tính. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hoàn toàn không nhắc đến Việt Nam. Trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó thì đã công bố là Việt Nam hỗ trợ 500 triệu Mỹ Kim cho Trung Quốc để giúp cho Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài thì đây là do một cái sự thiếu sót hay là một cái hành vi cố tình của Bắc Kinh, hay là theo một giả thuyết khá dí dỏm của một số người cho là do phía Trung Quốc chưa nhận được tiền hỗ trợ của Việt Nam cho nên đã không đưa tên Việt Nam vào danh sách các quốc gia đã hỗ trợ Trung Quốc. Vâng, theo quan điểm của tôi ý, thứ nhất ý, thì chắc chắn đây không phải là sự nhầm lẫn của phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bởi vì khi mà phía Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Phúc đã thông báo như vậy thì lập tức Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phải gửi cái thông báo về cho Bộ Ngoại giao biết để họ đưa vào danh sách những quốc gia mà có sự trợ giúp cho người dân Trung Quốc trong cái dịch cúm Corona vừa qua. Và đồng thời thì trước đó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Nguyễn Xuân Phúc cá nhân, ông Nguyễn Phúc cũng như là nhân dân Việt Nam nói chung rồi. Cho nên cái việc mà phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhầm lẫn hay là bỏ sót ấy là bị loại trừ. Cái trường hợp thứ hai á mà nói rằng là do phía tiền tài trợ hay là những cái vật dụng y tế tài trợ của Việt Nam chưa đến với người dân Trung Quốc cho nên là chưa đưa vào sách ấy, thì cái này hoàn toàn không 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 đúng. Bởi vì sao? Khi mà đã có một cái công bố như vậy và Đại sứ Trung Quốc đã thông báo như vậy thì dù tiền chưa đến, hàng hóa dụng cụ thiết bị y tế chưa đến thì Trung Quốc vẫn phải đưa vào trong cái sách, bởi vì vấn đề đó đã được phía người đứng đầu chính phủ Việt Nam công khai trên các phương tiện truyền thông rồi. Cho nên cái vấn đề mà tiền vào túi ông Phúc, cái tiền chưa đến lại, thì hoàn toàn tôi cũng cho rằng sẽ loại trừ ở đây. Chỉ có lý do thứ ba, đó là lý do Trung Quốc có chủ đích ở trong này, họ coi thường Việt Nam. Tức là từ xưa nay chúng ta biết là cái dư luận mà nói rằng là đến năm 2000 á thì Việt Nam mới trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì cũng là một cái câu nói đùa của một quan chức rất là cao cấp của Trung Quốc. Tất nhiên là họ nói là nói đùa như vậy, không đưa vào trong văn kiện, nhưng hoàn toàn có chủ đích. Tức là đối với người Trung Quốc thì họ không có cái gì là không có chủ đích cả. Mỗi việc làm, mỗi một lời nói của họ luôn luôn ám chỉ chủ đích gây. Thì cái chủ đích đầu tiên ấy, thì có thể nói ý của phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc ấy là không coi chính phủ Việt Nam là một chính phủ của một quốc gia, mà ý của họ coi Việt Nam chỉ là một chính phủ bù nhìn, có thể ngang hàng với một chính quyền một tỉnh của Trung Quốc. Cho nên họ không nhất thiết phải cảm ơn phía nhà cầm quyền của Việt Nam khi mà trợ giúp. Họ coi đó là một cái trách nhiệm đương nhiên của một cái nước chư hầu hay là của một cái tỉnh của Trung Quốc. Đấy là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng ở đây. Nó coi thường rất là rõ ràng đối với cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là cả cái chính phủ Cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai tệ hơn nữa thì họ không coi Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền, mà họ cũng lại coi Việt Nam cũng chỉ là một cái tỉnh của Trung Quốc. Đây là một cái sự hết sức là sỉ nhục đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Một cái tội lỗi, tội ác này á, nó phải để lên trên vai, trên đầu của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trải qua các thế hệ. Họ đã để cho người dân Trung Quốc cũng như là cái chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã coi thường Việt Nam qua rất nhiều thập kỷ, qua rất nhiều thế hệ. Hết xâm phạm biển chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, bắn giết người dân Việt Nam, mà mới nhất ấy, nó còn thể hiện ở trên hai hiệp định. Tức là vừa qua họ đã ký được 15 hiệp định giữa hai bên, nhưng mà mới lộ ra hai hiệp định mà đã đặt Việt Nam vào là một quốc gia mất chủ quyền. Thứ nhất ấy, là cái hiệp định biên giới, thì mới lộ ra là ông Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Minh đã nói gì: Việt Nam không thể đơn phương đóng cửa biên giới khi mà không báo với phía Trung Quốc và không đàm phán với phía Trung Quốc và không được phía Trung Quốc cho phép. Đấy, thì rõ ràng một quốc gia khi mà có thiên tai địch họa dịch bệnh thì đương nhiên người ta có quyền đóng cửa biên giới bất kể quan hệ như nào để bảo vệ đất nước, dân tộc, đặc biệt là bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của công dân của mình. Đấy, chứ một cái hiệp định biên giới chúng ta cũng không biết bao nhiêu cái điều ở trong cái hiệp định đó nó chưa được tiết lộ ra, nhưng mà đấy một điều duy nhất nó đã làm mất đi toàn bộ cái chủ quyền của đất nước Việt Nam rồi. Cái hiệp định thứ hai ấy, nó cũng đã tiết lộ đó là hiệp định dẫn độ.
Thì rõ ràng khi mà công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam mà Việt Nam bắt được thì không được quyền điều tra, truy tố và xét xử và phải trao về phía Trung Quốc. Thì điều này nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến đến người dân Việt Nam, những người không may mắn mà trở thành nạn nhân của tội phạm Trung Quốc thì họ không được bồi thường, công lý không được xét xử trên đất nước Việt Nam. Điều đó là điều không thể chấp nhận được đối với những hiệp định của nhà cầm quyền cộng sản. Thì cho chúng ta thấy rằng là gì, qua những cái hiệp định đã được bày tỏ ra và qua cái sự kiện mới đây nhất vào ngày 5 tháng 2 khi mà Bộ Giao thông Trung Quốc không đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đã gửi giúp đỡ viện trợ Trung Quốc, thì thấy rằng là cái sự coi thường của Trung Quốc không chỉ riêng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà đối với cả đất nước và dân tộc Việt Nam nữa. Vâng, đúng là qua những sự kiện nổi bật trong thời gian qua, từ biến cố Đồng Tâm cho đến dịch bệnh viêm phổi cấp tính Vũ Hán, chúng ta thấy rõ bản chất hèn với giặc ác với dân của Cộng sản Việt Nam được phơi bày rõ ràng hơn nữa. Vâng, thưa luật sư Đài, một sự việc khác mà dư luận cũng đang quan tâm theo dõi, đó là vụ một sĩ quan công an tên Lê Quốc Tuấn vì tranh cãi bài bạc mà đã đem súng bắn chết 5 người ở Củ Chi. Sau gần 10 ngày điều động một lực lượng công an cảnh sát hùng hậu để truy lùng, nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ một dấu vết gì của Lê Quốc Tuấn, thì đột nhiên Trung tướng Lương Tam Quang lại lên truyền hình, truyền thông, báo chí kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú. Theo cái nhìn của luật sư Đài, thì việc kêu gọi ra đầu thú như thế này, khi mà công an hoàn toàn không có tung tích gì của Lê Quốc Tuấn, thể hiện điều gì thưa luật sư? Vâng, thì tôi là người làm nghề luật sư, cho nên trong suốt cái lịch sử điều tra giới tội phạm Việt Nam ấy, thì tôi cũng theo dõi rất là kỹ. Thì thông thường ấy, trước đây ấy, những cái tội phạm mà ở Việt Nam ấy, thường ở trình độ rất là thấp, thường những người là không có học, ít học, họ không có sự am hiểu về pháp luật. Cho nên khi mà họ phạm những cái tội như là cướp của, giết người hay là những cái tội phạm hình sự khác ấy, thì cơ quan công an Việt Nam rất là dễ dàng để tìm ra hung thủ một cách không khó khăn. Với những loại tội phạm đó, họ thường để lại dấu vết hay là họ rất ngây thơ trong cái vấn đề phạm tội của mình, cho nên chỉ trong vòng một vài ba ngày là họ đã tìm ra được hung thủ rồi, rất là nhanh chóng. Nhưng mà đối với Lê Quốc Tuấn này khác, anh ta là một người đã trải qua công an nghĩa vụ, rồi anh ta học trung cấp, rồi anh ta lại đang học đại học, và anh ta lại là công an quản giáo của trại giam. Thì một trong những môn học của công an quản giáo ấy là môn gọi là truy bắt những cái tù nhân trốn trại. Thì họ phải hiểu tâm lý trốn trại của tội phạm như thế nào, kỹ thuật vây bắt, phán đoán hướng trốn trại của ra sao. Cho nên anh ta nắm rất là rõ cái nghiệp vụ của ngành công an. Cho nên khi anh ta trốn trại hầu như không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Đến 500 công an truy đuổi cùng cả chó nghiệp vụ nữa, một thua anh ta. Thì vậy, và khi anh ta trốn chạy không chỉ là trốn chạy người không, anh ta còn có cả xe máy, còn có cả cầm khẩu súng nữa, rất là khó giấu. Và anh ta là một con người cũng khá cao, đạo mạo. Và hình ảnh anh ta cũng đã tràn ngập trên mạng xã hội rồi. Người dân nào cũng biết mặt anh ta, không chỉ trên mạng xã hội mà trên cả truyền hình, báo chí nữa. Cho nên không dễ dàng để anh ta trốn chạy, nhưng mà anh ta đã trốn rất thành công. Cho nên ngày mai là ngày thứ 10 rồi mà chưa có tìm được tung tích của anh ta ở đâu. Thì phải nói rằng là anh ta đã sử dụng triệt để. Thì điều này á, nó chứng minh một cái điều gì? Cái sự yếu kém, non kém của cái ngành công an Việt Nam trong việc truy bắt những tội phạm mà có trình độ, có khả năng tổ chức. Đấy. Và việc mà Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an ấy, thông qua báo chí để kêu gọi anh ta đầu thú, nó chỉ thể hiện cái sự bất lực và bất tài của cá nhân ông ta cũng như của cả ngành công an mà thôi. Bởi ông ta biết rõ rằng là Lê Vũ Tuấn, tức là Tuấn Khỉ đó, không bao giờ anh ta ra đầu thú. Chuyện đấy là rõ ràng rồi. Bởi vì anh ta biết, anh ta là trong ngành công an, anh ta biết rõ luật. Anh ta đã giết đến 5 mạng người, là một cướp tài sản nữa. Thì cho dù khoan hồng mức nào, thì anh ta cũng phải chấp nhận cái hình phạt cao nhất của pháp luật, đó là án tử hình. Không bao giờ có một cái sự khoan hồng nào giảm nhẹ hơn cái mức án cái đó. Có khoan hồng với anh ta thì anh ta được gặp vợ con, được gặp gia đình trước khi mà mấy thôi, chứ mà đấy đấy gọi là cái nhân đạo cho một người tội phạm trong ngành, chứ không có một cái sự khoan hồng hay nhân đạo đối với anh ta để anh ta có thể thoát được. Cho nên là cái việc kêu gọi đó là thừa. Mà bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mà ông Lương Tam Quang lại đưa ra thông qua báo chí. Ông ta biết thừa cái chuyện đấy là cái chuyện hết sức là vô nghĩa, mà lại thể hiện cái sự bất lực của mình. Thì qua cái sự kêu gọi đấy cũng lại một lần nữa thể hiện chính cái bản thân ông ta là một con người cũng chẳng hiểu biết cái gì cả, mà ông ta leo được lên chức thứ trưởng, trung tướng bộ công an. Thì là một cái điều chúng ta thấy là cái bản chất của chế độ cộng sản nó cũng chỉ là mua quan bán chức, bè phái, kéo bè kéo cánh nhau để mới đưa nhau lên thôi, chứ chẳng có một cái tài năng thực sự gì ở đây cả. Thì nhân tiện câu chuyện đấy, tôi cũng nói sơ qua về cái tệ nạn cờ bạc và tội phạm ở trong giới quản giáo. Thì tôi đã từng bị giam 10 tháng ở trại giam số 1 công an Hà Nội vào lần bị bắt đầu tiên vào năm 2007 đến năm 2008 á. Thì phải nói là
gần như 100% cái giới quản giáo á, là họ chơi cờ thế bài đủ các loại, sóc đĩa, tú lơ khơ, rồi chơi bóng đá. Bởi vì họ kiếm một đồng tiền quá dễ dàng từ thân xác của những người bị tạm giam, từ thân xác của những người tù, cho nên họ sử dụng đồng tiền đó cho cái việc vui chơi giải trí. Bởi vì trong cái môi trường quản giáo ngoại giam họ cũng rất là nhàn hạ, cả ngày chỉ có ngồi đi lại, chẳng có một công việc gì làm cả. Thế nên là khi mà tôi ở đó thì thường họ tụ tập đánh cờ, đánh bạc, sóc đĩa với nhau suốt cả ngày cả đêm mà liên tục như vậy. Và có nhiều người quản giáo mặc dù kiếm nhiều tiền nhưng mà vẫn trắng túi, bởi vì thua nhiều quá đấy. Thì phải nói là cái sự sa đọa của Lê Vũ Tuấn ấy không phải là chỉ một mình anh ta, mà nó là cái sự sa đọa của cả một cái ngành công an ở đó. Nó bắt đầu từ các cái môi trường học đường, tức là từ học viện cảnh sát, học viện an ninh. Nếu như những người nào ở Việt Nam, Hà Nội ấy, mà đến các cổng trường của đại học viện cảnh sát hay học viện an ninh ấy, vào cái quán, cái chỗ tiệm cắm đồ đó, thì có thể thấy rất nhiều những cái thẻ ngành, thẻ của sinh viên ấy, cắm ở đó, bởi vì họ vay tiền để chơi cờ bạc, cá độ bóng đá ở đó. Có rất nhiều sinh viên ngành an ninh, ngành cảnh sát đã không ra nổi khỏi cái cổng trường của mình vì bị đòi nợ, vì bị cái người cho vay tiền xã hội đen đó, nó tố cáo ra ngoài trường và cũng bị sa thải đấy. Ngay từ trong cái môi trường học viện, nhà trường nó đã bị sa đọa rồi, sau rồi khi họ ra trường vào trong các cái ngành, các cái cơ sở trại tạm giam, tạm giữ, các cái nhà tù nữa, thì họ tiếp tục sa đọa. Cho nên đây là một cái hệ thống. Cái vấn đề thứ hai ở đây ấy, là cái vấn đề quản lý vũ khí quân dụng, nó rất là lỏng lẻo. Ở Việt Nam là trong một thời bình, tôi đã trải qua rất nhiều nhà tù rồi, tôi biết không dễ dàng gì để cho một người tù có thể trốn thoát ra khỏi cái trại giam, bởi vì cửa rất chắc chắn, tường cao, hào sâu, có dây điện, dây kẽm gai, và lính và chó nghiệp vụ họ tuần tra thường xuyên. Cho nên cái việc mà để cho những người đó sử dụng súng hay là để súng và đạn với một cách dễ dàng như vậy á, thì rõ ràng đây là một sự quản lý hết sức lỏng lẻo, và hậu quả của nó là đã có 5 người bị chết bởi cái một người công an, mỗi người đảng viên đảng cộng sản. Thì tôi thấy là cái chế độ cộng sản họ hù bại về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, kể cả trong vấn đề quản lý những cái thứ vũ khí mà có thể giết người như vậy. Vâng, nói về tài năng cũng như sự sắp xếp nhân sự trong guồng máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thì ngày 7 tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay thế cho ông Hoàng Trung Hải, người vừa qua đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm được cho là nghiêm trọng liên quan đến công ty gang thép Thái Nguyên. Việc bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ vào ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội có ý nghĩa gì đối với việc sắp xếp nhân sự cho Đại hội 13 hay không, thưa luật sư Đài? Vâng, thứ nhất thì chúng ta nói về cá nhân ông Hoàng Trung Hải trước. Ông Hoàng Trung Hải tại sao ông ta vi phạm nghiêm trọng như vậy? Tức là trong cái báo cáo kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẳng định ông ta vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, gây thất thoát đến hàng ngàn tỷ đồng. Và đấy không phải là cái vi phạm duy nhất của ông Hoàng Trung Hải. Ông ta trước đây với cương vị là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, sau ông ta lên đến Phó Thủ tướng, rồi về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì trải qua các cái công việc như vậy thì ông ta có quá nhiều vi phạm. Những người thạo tin thì cho biết ấy, cái vi phạm của Hoàng Trung Hải so với Đinh La Thăng á, nó còn lớn hơn và khủng khiếp hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại sao Hoàng Trung Hải lại chỉ bị cảnh cáo thôi mà không bị cắt chức, rồi sau đó chuyển đến cơ quan điều tra truy tố xét xử như là Đinh La Thăng? Thì Hoàng Trung Hải là cánh tay, phải nói là đàn em rất là thân cận của Đinh Thiếu Hinh, tức là ông ta trước đây là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, rồi sau khi mới lên được một ủy viên bộ trị đó, sau khi mới lên được một thời gian ngắn thì ông ta bị bệnh, cho nên rất thân cận. Và trong khi đó Đinh Thiếu Hinh lại là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng. Nếu như mà Đinh Thiếu Hinh mà không bị bệnh mà vẫn còn tiếp tục đủ sức khỏe làm việc bình thường á, thì cái ghế tổng bí thư chắc chắn không ai khác chính là Đinh Thiếu Hinh, bởi vì Nguyễn Phú Trọng đã nhắm ông ta vào cái ghế thay thế cho mình rồi. Thậm chí mà Đinh Thiếu Hinh còn còn sức khỏe tốt ấy, thì Nguyễn Phú Trọng có khi chỉ làm cái nửa nhiệm kỳ vừa rồi thôi, và ông ta sẽ nghỉ để nhường cái đó cho, bởi vì ông ta rất là tin tưởng vào cái độ tin cậy cũng như là bản lĩnh hay là cái khả năng của Đinh Thiếu Hinh trong cái việc mà thay thế ông ta. Vì Đinh Thiếu Hinh bị bệnh cho nên là ông ta chưa tìm được người nào ưng ý hơn có thể giao cái quyền lực của mình đấy. Thì cho nên là mặc dù Đinh Thiếu Hinh bị bệnh nhưng mà vẫn còn có thể bảo kê cho đàn em của mình là Hoàng Trung Hải. Thế còn cái việc mà tại sao không điều người khác mà lại điều Vương Đình Huệ về, thì chúng ta biết rõ Vương Đình Huệ cũng là cánh tay đàn em rất là thân cận của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta biết rằng vào năm 2013, khi đó thì hai phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng cùng cạnh tranh nhau để giới thiệu người của mình vào trong Bộ Chính trị. Thì phe của Nguyễn Tấn Dũng là giới thiệu Nguyễn Thị Kim Ngân,
và Nguyễn Thiện Nhân, còn phe của Nguyễn Phú Trọng thì giới thiệu Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Bá Thanh thì bây giờ đã chết rồi, trước đây là bí thư thành ủy Đà Nẵng, được điều ra làm trưởng ban nội chính trung ương. Thì lúc đó thì phe của Nguyễn Dũng thắng thế và Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân đã được vào bộ chính trị, và sau này thì Nguyễn Thiện Nhân là lên phó thủ tướng rồi chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam, và hiện nay là đương kim bí thư thành ủy ở Sài Gòn. Thế còn Nguyễn Thị Kim Ngân thì thẳng tiến lên chủ tịch quốc hội. Thì đấy đấy là như vậy. Thế thì Vương Đình Huệ đã bị thất thất thế lúc đó, và Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách để dìu dắt Vương Đình Huệ lên để trở thành cái người đứng cùng phe mình. Với Vương Đình Huệ dù sao so với các quan chức cộng sản khác thì ông ta cũng là người du học ở Slovakia trước đây, là cũng có bằng tiến sĩ, và nói chung là so với các quan chức cộng sản còn lại thì ông ta là người cũng có năng lực hơn chút ít. Thế cho nên là việc điều Vương Đình Huệ về làm bí thư thành ủy Hà Nội ấy, thì có thể là một cái bước đệm để cho ông ta sẽ trở lại chính phủ trên vai trò là thủ tướng chính phủ, hoặc là có thể ở cao hơn, chứ không chứ ông chắc chắn ông ta sẽ không ngồi ở cái cương vị bí thư thành ủy Hà Nội lâu dài. Đấy đấy là cái sự sắp xếp, và Nguyễn Phú Trọng muốn tăng cường cái vị thế cũng như là ekip của mình để như một cái bài bình luận của một tác giả ở đó đấy, Nguyễn Phú Trọng đang có xu thế là muốn lên Thái Thượng Hoàng, tức là mặc dù ông ta xa rời cái chức tổng bí thư đảng, xa rời cái chức chủ tịch nước, nhưng ông ta ngồi phía sau vẫn còn có thể gây ảnh hưởng hay tác động đến chính trường Việt Nam trong những năm sắp tới. Vâng, luật sư Đại vừa nhắc đến sự đối đầu giữa phe của ông Nguyễn Phú Trọng và phe của ông Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12. Nhưng trong kỳ Đại hội 13 này thì cho đến giờ người ta vẫn chưa thấy có một cái phe đối đầu nào với phe ông Nguyễn Phú Trọng một cách rõ ràng như là phe ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây hồi Đại hội 12. Không biết là luật sư Đại có nhìn thấy có một cái sự có một phe nhóm nào rõ ràng đang đối đầu với phe của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Nếu nếu mà hình thành phe thì ta không còn phe rõ ràng như cái thời Dũng và Trọng nữa, nhưng mà những cái cuộc cạnh tranh mang tính chất cá nhân hoặc là cái phe nhóm nhóm nhỏ thì nó vẫn còn. Chứ ở đây á, là cái Nguyễn Xuân Phúc thì rõ ràng trong nhiệm kỳ tới á, thì bản thân trong thâm tâm của Nguyễn Phú Trọng đó, là muốn đưa Vương Đình Huệ lên là ngồi ghế thủ tướng đó. Đấy thì ông ta cũng yên tâm ngồi về an hưởng những năm cuối cùng của cuộc đời của mình. Nếu như còn Nguyễn Xuân Phúc ngồi đó thì ông ta không yên tâm, nhưng mà Nguyễn Xuân Phúc thì không cam chịu, ông ta cho rằng ông ta vẫn là cho biết rằng là Nguyễn Xuân Phúc được có những dấu hiệu của cái bệnh tâm thần hoang tưởng, mà tôi đã có những bản viết nghiên cứu về cái ông ta rồi, và qua những phát biểu của ông ta thì hoàn toàn cái điều đấy tôi cho rằng là rất là chính xác, bởi vì cái bệnh này á nó dành thường dành đến những cái quan chức cao cấp khi mà áp lực về công việc quá lớn, hay là cái mong muốn hay là cái ước mơ nó vượt quá cái khả năng thực sự của bản thân ông ta, thì nó sẽ tạo thành cái bệnh hoang tưởng của các quan chức như vậy. Thế nhưng Nguyễn Phúc là mắc cái bệnh đó, cho nên ông ta luôn luôn hoang tưởng về cái tài năng của mình, và ông ta không muốn, đang còn sức khỏe tốt, đang còn nói năng ba hoa luyên thuyên được, thì ông ta muốn ngồi ở lại cái ghế đó, ít nhất là ngồi ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, để muốn cống hiến hay muốn thể hiện cái sự dở hơi của mình, hoặc là thích thì có thể cạnh tranh ngồi vào cái thay ghế của Phú Trọng. Cho nên thì cái tham vọng cá nhân của Nguyễn Phúc là có, và tất nhiên có những người trong Đảng Cộng sản nói Nguyễn Phúc là một con rắn giấu đầu. Ông ta rất là khéo léo trong cái vấn đề vận động của mình. Ông ta trên cái cương vị thủ tướng á, thì ông ta đi họp, đi hành, làm việc với rất nhiều ngành, nhiều cấp, đi các địa phương thường xuyên. Thì mỗi lần đi như vậy á, thì bản thân ông ta không nhất thiết phải ra mặt để vận động các cái ủy viên trung ương và các địa phương, hay là những người mà sẽ tham dự ở cái đại hội sắp tới đây ủng hộ ông ta. Nhưng mà các đám đàn em của ông ta thì đấy là nhiệm vụ của họ. Họ đi trước dọn đường, tức là khi một thủ tướng đến thăm tỉnh A chẳng hạn, thì đương nhiên đàn em của ta phải đến dàn xếp trước chỗ ăn chỗ ngủ cho thủ tướng, rồi đến đây thì sẽ gặp ai làm gì rồi như thế nào, thì đàn em đã đi đến trước để dọn đường cho ông ta rồi, và vận động ở thủ tướng đến thăm sẽ cho cái này cho cái kia. Thì sắp tới á, khi mà bầu chọn trung ương á, thì cần phải bỏ phiếu cho thủ tướng ạ. Đấy đấy cái cộng sản nó là ma giáo như vậy đấy, nó luôn luôn có cái sự dàn xếp đi đêm với nhau trong các việc, mà cái ghế thủ tướng của Nguyễn Phúc đi thuận lợi rất là nhiều hơn là Trần Quốc Vượng. Trần Quốc ông ta là trưởng ban kiểm toán trung ương, ông ta thường là ngồi ở Ba Đình thôi, ngồi trong phòng lạnh thôi để đưa ra các quyết sách và duyệt phê duyệt các quyết sách, chứ ông ta không đi các địa phương tích cực năng động như là Xuân Phúc đấy, bởi vì nó không phải ngạch của ông ta đấy, nên là nó không trong cái giai đoạn này ấy, nó không thành phe nhóm như là Dũng và Trọng, nhưng mà nó có những cái tham vọng của những cá nhân mà họ đang tranh giành quyền lực với nhau. Vâng, rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã dành thời gian để chia sẻ những quan điểm phải nói là rất lý thú về những cái tin tức thời sự Việt Nam cùng với các bạn đang theo dõi trên chương trình Việt Nam 360.
Xin kính chào tạm biệt luật sư Nguyễn Văn Đài và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình lần tới. Vâng, xin cảm ơn chị Phương. Xin tạm biệt quý khán giả của kênh YouTube của Tân Bà Sông Huệ. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và rất mong nhận được nhiều đóng góp ý kiến của các bạn cho chương trình. Và cũng xin nhờ các bạn chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và các bạn cũng đừng quên ghi danh với kênh YouTube Việt Tân. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.